Võ lâm truyền kỳ không chỉ là một trò chơi, mà còn là một phần thanh xuân của nhiều game thủ. Những kỷ niệm về võ lâm truyền kỳ vẫn sống động và ấm áp trong lòng mỗi người. Nhằm đáp lại những tình cảm và đam mê đó, một lần nữa, võ lâm truyền kỳ tái khởi trên nền tảng di động, server duy nhất giải quyết triệt để tất cả những tâm tư băn khoăn của quý đồng đạo đam mê võ lâm. Server hứa hẹn sẽ là sân chơi đáng nhớ nhất dành cho quý đại hiệp và bảng hội tình nghĩa giang hồ. Tựa game tâm huyết của team GX giang hồ trình làng vào đầu tháng 6 năm 2024 với máy chủ mang tên S2. Hồi ước một thời. Tính năng chuẩn chỉnh phiên bản PC đã được tối ưu nhằm tiết kiệm thời gian cho quý bằng hữu. Những trận tống kim nảy lửa, phòng lăng độ dậy sóng, những pha PK băng hội tranh đoạt quả huy hoàng sẽ là những tính năng cơ bản. Bên cạnh đó, những tính năng mới hấp dẫn lần đầu xuất hiện như lèo rành đấu trường, lâu đài vinh danh, hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm của những phút giây PK giải trí. Chuỗi sự kiện đàn phá test bắt đầu từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 với những phần quà giá trị hấp dẫn, hỗ trợ hành trang tân thủ khi open chính thức, giúp đỡ cho chư vị và quý đồng đạo trải nghiệm tốt hơn. Ngay bây giờ đã có thể tải game, đăng nhập và tạo nhân vật tại tỉnh nghĩa giang hồ.mobi.